trưởng Quốc phòng Nga tiết lộ Ukraine tổn thất khó tin chỉ trong vòng một tháng. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết quân đội Nga đã gia tăng đáng kể cường độ tấn công vào các cơ sở quân sự của Ukraine. Hôm 31 tháng 7, phát biểu tại hội nghị có sự tham dự của các chỉ huy quân sự cấp cao, ông Shoigu tuyên bố Kiev đang giáo diết tung lực lượng mới để tấn công nhiều vị trí của Nga. Ông cho hay quân đội Nga đã ngăn chặn mọi nỗ lực đột phá bằng cách dựa vào hệ thống phòng thủ kiên cố. Theo ông, sức bền của các binh sĩ Nga đóng vai trò quan trọng. Bộ trưởng Quốc phòng Nga nhấn mạnh, riêng trong tháng 7, Ukraine đã mất 20.824 binh sĩ và 2.227 thiết bị quân sự. Trong đó, có 10 xe tăng Leopard do Đức cung cấp, 11 xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ sản xuất và 50 khẩu pháo tự hành được một số nước phương Tây viện trợ. Theo ông Shoigu, riêng hai ngày 26 và 27 tháng 7, Ukraine đã mất hơn 400 binh sĩ và 31 xe tăng cùng các loại vũ khí hạng nặng khác gần khu dân cư Rabotino ở vùng Zaporizhia. Vũ khí phương Tây cung cấp cho Ukraine không mang lại thành công trên chiến trường mà chỉ kéo dài xung đột, ông nói. Song song với đó, trong cuộc phản công 2 tháng qua, lực lượng vũ trang Ukraine đã mất hơn 26.000 máy bay chiến đấu và khoảng 3.000 mảnh vũ khí khác nhau, Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga, do không giành được thành tích, Kiev chuyển sang tấn công cơ sở hạ tầng dân sự ở nhiều thành phố của Nga. Ông cho hay Moscow đã triển khai các biện pháp an ninh bổ sung và tăng cường tấn công các cơ sở quân sự của Ukraine.